Dạ, Diễm thân chào cho các bạn. Chúc anh chị các bạn một năm mới có nhiều niềm vui mới của năm Tân Sửu 2021 các bạn. Hôm nay Diễm có dịp đi qua khu vực ở thị trấn này là thị trấn Dương Minh Châu, của huyện Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh các bạn. Đường này sẽ đi thẳng về khu vực ở Hồ Dầu Tiếng. Mình rẽ trái là mình sẽ đi về khu vực ở cái núi Bà Đen. Thì hôm nay là mùng mấy nhỉ? 15 tháng 2, hôm qua là Valentino, Valentine nha các bạn. Hôm nay là mùng 3, hôm nay là mùng 4 nha các bạn. Có dịp đi ngang khu vực thị trấn Dương Minh Châu, xin mời các bạn ta cùng dạo qua thị trấn Dương Minh Châu của chim cho các bạn.
đen của các bạn rẻ đồng sao của bà đen á, trong tỉnh Bình Châu là sẽ đi khu vực này và đi qua tiệm hồ dục đi để tham quan cũng định đầu tiên của bạn. Mùa này nước đang cạn chứ các bạn, nên những cái đàn trâu đang gặm cỏ ven hồ. Chỗ này mình đi thẳng khoảng hơn 10 km nữa là lên đập chính nha các bạn. Ở đây hướng này mình đi qua bên kia có cái núi mờ mờ này nha các bạn, mình có thể qua hướng khu vực ở tỉnh Bình Dương luôn, tại vì hồ Dầu Tiếng là có giáp hai tỉnh là Tây Ninh, nằm trên địa phận hai tỉnh là Tây Ninh và tỉnh Bình Dương như các bạn. Trước đây là sông Bé. Dạ, chỗ này Jim xin mời các bạn ta cùng đi dạo ngược lại từ bờ hồ về ngang
Hồ Chí Minh châu.